Tiếp tục về thêm hàng bông tiêu âm cho toàn thể các bác với số lượng khá nhiều. Đây là những cái kiện hàng mà em đóng gói sẵn rồi, chỉ chờ các bác chốt đơn và sau đó em gửi hàng thôi. Đây. Dưới đây các bác đã thấy đây, rất nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Một thùng dưới cùng thì là 2 tấm, à 16 tấm. Có những kiện trên này là 8 tấm một kiện. Ngoài đây thì anh em đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đóng gói vào các hộp. Đấy các bác nhá. Nắp được cái loa nãy được ít bìa thì cũng là thôi em xin đấy. Một thùng là 8 tấm. Ở đây số lượng thì em có rất nhiều. Nếu như các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Rất nhiều nhá. Đây là những cái đơn hàng của các bác đã đặt này. Bác khách Tiền Giang này, bác khách ở Châu Thành An Giang này, bác khách ở Phú Bình Thái Nguyên này, bác khách ở Biên Hòa Đồng Nai này, bác khách ở Tân Kỳ Nghệ An này, và rất nhiều đơn nữa của tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì tuy nhiên bông ý thì em sẽ cố gắng là đóng vào những cái kiện hàng nó đẹp và lịch sự nhất có thể. Đấy. Đây là bác khách bác lấy 14 tấm này. Xong rút xuống là 12. Xong tiện tay nói lên là 16. Cuối cùng lại chốt lại 12. Đây 8 này, 8 này, 8 này. Đấy. Và những đơn này thì tầm trưa chiều ngày hôm nay là sẽ được gửi cho các bác. Ở trong nhà đây nữa thì em chia sẻ với các bác còn rất nhiều. Đây. Đây. Với nhát thêm ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đấy. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Rất nhiều. Đấy. Thì tiện đây là những cái đơn hàng này đã lắp và bán cho khách thì bớt lại được ăn gian được cái thùng. Thế là giữ lại cái thùng này để đóng bông cho các bác. Nếu như không đóng bông thì cũng là bớt lại cái bìa để đóng hàng gửi cho các bác. Trong đây nữa thì em có đóng gói rất nhiều. Đây mấy 715 và còn rất nhiều đơn khác nữa. Đấy, các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì liên hệ trực tiếp với em nhỉ. Trên đây là những cái đơn hàng đang có sẵn. Đấy là có 715, thùng 715, bông tiêu âm và ngày mai ngày kia nó có rất nhiều nữa, nhưng mà thanh thủ là có một vài video được quay cho các bác xem thôi, chứ thời gian đóng gói suốt ngày nên là cũng may mắn làm sao mới ra đều video cho các bác xem, chứ không nếu mà không ra đều video các bác xem thì các bác sẽ mất tương tác với em. Đấy. Ok các bác nhé. Thì bây giờ em tiếp tục công việc là chốt đơn. Này ngồi nghe điện thoại chốt đơn. Chốt đơn xong cái này nhập đơn máy tính xong bắt đầu in. Đấy, bây giờ lại có chuông rồi. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Đấy. Một phát luôn hai đôi 715 lên đơn cho các bác. Ui. Tiếp tục lên đơn cho các bác đây nhá. Bông tu âm này. Đấy, và đây là 1212. Cái này thì chắc là có khi phải chờ người nào đặt mới bây ra. Cái này ngày 1-2 hôm nữa em sẽ gửi xe. Đấy. Đây, tiếp tục này. Hỏa tiễn 30 đôi DMX. Báo cáo luôn các bác là tình trạng này em còn như thế này. Còn một đôi DMX và ba đôi vỏ hỏa tiễn 30. Đấy, vỏ 40 giờ không còn nữa. Đấy. Hiện tại là còn những cái. Nên là các bác nào lấy gì thì liên hệ trực tiếp nhá. Đấy, đây mới để nó bám bụi này. À, còn tép đây thì đây vẫn còn đây. Tép này em vừa bê chỗ kia ra xong để gọn đây thì là có mấy chiếc như sau. 3 chiếc màu xanh, 1 chiếc màu đen. Giá thì em đã báo rồi. Đấy nhá. Đấy, các bác nào có thích những cái này thì liên hệ trực tiếp kia. Đây chiếc xanh kia em lắp thử. Đấy. Còn nhiều đồ linh tinh nữa nhưng mà chắc là hẹn các bác trong clip lần sau. Này báo cáo các bác là lắp hàng lên rồi là gửi hàng cho các bác này như này đã rất là rực rỡ rồi. Đấy, cũng mong là các bác ủng hộ nhiệt tình chứ tầm này là sẽ thấy các bác hơi bị ghét em thế sao ít ủng hộ quá. Hãy ủng hộ nhiệt tình vào các bác nhá.